Dạ con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan của con tối ngày 20 tháng 12. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay của con thì con bán các cái mã kiếm hàng Thái. Thì như cô chú anh chị đã biết rồi, các mã hàng Việt thì con đã đang bán nhiều. Giờ con đăng mã kiếm hàng Thái. Đầu tiên nó là mã IC101. Đây, kích thước cây như vậy. Giá thì nó sẽ là 26.000 một cây. Cô chú anh chị cứ mua có 5 mã, cô chú anh chị mua mã nào cũng là 26.000 một cây. 10 cây con sẽ bao ship. Đây là IC103. Thì cái kích thước cây này của size này trồng trong góc trắng và rêu Chile giúp cây phát triển rất là tốt. Rễ rất là khỏe, con sẽ để rễ cho cô chú anh chị xem, cây rất là khỏe luôn. Mã phía bên này đó là IC104. Thì cái kiếm này bên con nhập chai từ Thái về và trồng số lượng rất là lớn, để test hoa và bán từ cây nhỏ đến cây to. Đợt này thì chưa có cây to, chỉ có cây nhỏ cỡ này thôi để bán cho cô chú anh chị. Thì cái đây là cái lứa đầu tiên mà con xuất lại. Hồi xưa là con nhập cây bên Thái về, nhưng mà giờ giá thành nó cao quá, chi phí vận chuyển nó hơi quá, nên con nhập chai về trồng bán cho cô chú anh chị. Nó sẽ được đa dạng mã hơn là nhập cây về từ bên nó về, nó rẻ rất là nhiều. IC104 đó. Thì tiếp mã tiếp theo đó là cây CM17. Thì cây này là cây to nhất này, cây to nhất. CM17 là cây rất là to. Giá thì nó chỉ đồng giá là 26.000. Cô chú chị mua 10 cây con sẽ bao ship toàn quốc cho cô chú chị luôn. 10 cây con bao ship toàn quốc cho cô chú chị luôn ạ. Đó. Đó. Thì cô chú chị cần đặt hàng thì có thể để lại cái thông tin ở bên dưới cái video, hoặc là có thể nhắn tin trực tiếp qua cho con để con gửi hàng nhé. Tiếp theo là cây IC105. Cái cây này là cái mã này năm ngoái con có bán cái cây giống mà cái giá rất là cao, đó là 60.000. Năm nay thì con bán cái cây này thì giá rẻ thôi, chỉ với 26.000 và cây cũng khá to. 10 cây lại còn bao ship nữa để cái giá hợp lý để cô chú anh chị sưu tầm. Sổ thì cái này các cái mã này thì các cái nhà vườn lớn đã sổ nhiều rồi, nhưng mà giờ thì con mới bắt đầu làm. Con bắt đầu làm tại vì con nhận thấy là sổ ra sơ mi nó cũng khá là nhiều, nó không có như giả hạt. Giả hạt thì cái cô chú anh chị sổ ra thì nó tỷ lệ nó thấp hơn, còn đối với cái kiếm này á, thì sổ ra tỷ lệ nó rất là cao. Thì thành ra con sẽ làm cái cây kiếm này rất là nhiều. Hiện tại con đang nhân giống khoảng 20.000 cây. Dạ. Thì đó, thì cô chú chị nào cần đặt đi. Có thể để lại số điện thoại con gửi.